2.000 hết táo rồi mọi người ạ. Hết táo rồi. Rồi. Nhưng đấy. Mà còn 2.000 bánh 11 giờ. 2.000 bánh 11 giờ mình sẽ lên. Ok chưa mọi người? Rồi, chỉ còn bánh 2.000 thôi. Và vanilla này giá niêm yết là 250k. Và trong phiên live ngày hôm nay chỉ còn bao nhiêu ạ? 184k. 184k nhá cả nhà mình ơi. Hết tao luôn à. Ngồi đây để chú Linh giờ chú Linh bán mà Lôi có cần bán ở đâu? Với chú Linh đồ có cần bán ở đâu? Vào đầu live là hai chú cháu bán thì nếu ok giờ rồi. Hàng rồi. Không có. Thôi đi ngủ đi. Lôi hôm nay làm tốt lắm. Làm quá tốt luôn. Không chú Linh sẽ cho về Việt Nam. Ok. Không thích à? Lôi không thích à? Sô cô la yên mắt á. Hả? Sô cô la yên mắt á. Nhưng mà Lôi không thích à? Nhìn lên cái nào nói là không lắm à. Lôi không thích à? Lôi không thích à? À. Thì đây, thì bây giờ hết đây. Thôi tắt like thôi. Ok. Có 2.000 bánh tung thu sẽ lên 11 giờ nha mọi người. 11 giờ sẽ có giá là 184 nha mọi người. Đây chai Brilla sữa tắm. Cái này á dành cho vợ thơm lắm. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà sở đưa chai này cho vợ mi rồi là sở ra ngoài đường. Đúng rồi. Hay là thơm ra ngoài chỗ bán hàng. Mấy đứa con trai nó đi theo chết. Đúng rồi. Ừ, mấy không. Khi vợ bơi cái sữa này cái sữa tắm này lên đầu khóa cửa tắm. Khóa cửa luôn à, khóa cửa là chắc không cho ra ngoài, chắc lên đồ hít à. không vợ cũng dùng được, nhưng mà khi vợ dùng cái sữa tắm này lên đầu khóa cửa để cho vợ không ra ngoài nước đấy. Vận chuyển này mình chờ nó đè cái là nó chảy hết ra, vì thế là làm cái khóa này nhá. Rồi vanilla thì hương thơm của nó thì cực kỳ thơm và quyến rũ, nữ mà tắm lên ấy, mà nam nó hít nào thì nó gọi là hết nước chân. Đấy, ông nào cứ hay hít ở da ấy thì cứ mua cho người yêu nhá. Đấy, ông này thơm đấy, thì cái này nhá. Đấy, cái này này hỗ trợ được hết cho mọi người này. Đấy, thơm này, lưu hương trên da này, đi xem phim các kiểu này vẫn hít vẫn thơm được. Ok, còn 100 suất nữa thôi. Với giá là 184k, giá niêm yết là 250k nha mọi người. 250k. Đó. Hít thì cứ lấy cái này về mà tắm sữa tắm nha. Sử dụng được bao nhiêu lâu tùy đúng không? Ai hít nhiều đúng không? Là sẽ hết nhanh. À, đúng rồi. Ai mà hít nhiều thì hết nhanh. Hết nhanh. Mà 600ml này thì dùng rất là thoải mái, dùng thoải mái cực kỳ luôn. Đấy. Thêm bánh đi à, 11 giờ 2.000 bánh sẽ có nhá. Ghim đi được anh ơi, rồi. Hết bánh trung thu Hà Linh chưa? Chưa hết, còn 2.000 bánh nữa. 2.000 bánh nữa nhá mọi người. Đấy, chai này thì thiết kế cực kỳ đẹp mà sang trọng. Bỏ vào nhà tắm nhá, mọi người nhá. Ui, này nhìn này, sang trọng như này mà. Wow. Ở bên trong thì 600ml thì mà như Lindo nói ấy, chai này cũng khá là lớn, nhưng mà chỉ em nào dùng nhiều, các anh hít nhiều thì hết càng nhanh. Đấy. Và vừa nhìn được ở bên trong luôn ấy, ở bên phía trong luôn cũng nhìn được. Đấy là hít nhiều có chừng nào là mình cũng nhìn được nhá cả nhà mình ơi. Đấy. Nếu mà fit được cái này thì mình cũng nhìn được. Chỉ là chỉ bao nhiêu, nếu mà gần hết thì mình vẫn có thể nhìn được. Chai này là chai nó trong suốt đấy, nếu mà chỉ nhìn được bên trong hết rồi thì mình mới biết được. Rồi đúng rồi, 184k
còn tao nữa không? Bánh hả? Lên bánh chứ hả? Bánh lên bánh hả? Cái gì đây? Làm sao bộ lên dưa bánh hả? Luôn à, nhưng tôi người làm để cái gì đây ơi? Có lên tao nữa không á? Nhưng anh này nhắn tin không hiểu gì nhỉ? Lên bánh nhá. Rồi đây nhân tiền đây tranh thủ này, 12.000 này, có 12.000 người thôi này, mọi người săn cho dễ nhá. 2.000 bánh này, lên này, 5, 4, 3, 2, 1, ghim, ghim, lên bánh, lên bánh, lên bánh, lên loại bánh có túi. Lên bánh nhá ơi, lên bánh còn là loại có 2.000 suất đây, tung thu nhá cả nhà mình ơi. 2.000 loại bánh này thì sẽ là cái túi nhá, túi như này, 2.000 loại bánh thì sẽ là cái túi như này nhá mọi người nhá. Không, nhưng không phải là hộp đâu nhá. Đây, nó sẽ là túi như này nhá. Túi nhá, túi sách nhá. Nhưng không phải là cái hộp mà như thế này đâu mọi người nhá. 2.000 bánh ấy. 2.000 bánh này. 2.000 bánh là trong túi, chứ không phải là trong hộp như này nhá mọi người. Rồi, vẫn là như thế, chứ không phải là khác gì cả. Nhưng mà khác là khác cái hộp, cái túi thôi. Hộp đi anh, hộp hết rồi em ơi. Nó chỉ là trong cái túi thôi. Cho những ai mà mua nhá. Cỏ đâu? Lên bánh loại có túi. Lên rồi, lên rồi. Lên rồi mọi người ạ. Lên rồi, ghim rồi. Chưa ghim. Ghim rồi, ghim rồi. Ghim rồi. Ghim rồi nhá cả nhà mình ơi. Còn 2.000 suất bánh tung thu nhá mọi người. Tôi đang ghim là sữa tắm. Rồi, ghim rồi, ghim rồi. Đâu 2.000 bánh đâu. Anh mua được rồi, đã mua được rồi. Ok. Đấy, ít được người rồi. Thì mọi người sẽ mua được hơn. Còn đông người thì nhiều người nó săn quá thì không mua được đâu. Đấy, khó lắm. Bây giờ là 12.000 người mà có 2.000 bánh như thế là ôi, đã mua được rất là nhiều kìa. Rồi, đã mua được rất là nhiều rồi đấy. Đã mua, ok. Rồi, bây giờ là đến Brilla này, ghim lại Brilla nha mọi người. Ghim lại Brilla này. Đã mua, đấy, đấy. Rồi, ghim lại Brilla nha mọi người. Ít người tao em. Ghim lại Brilla. Brilla dành sữa tắm dành cho nữ. Đấy, đang nói dớ nhá. Những đúng ai rồi. Chưa mua sản phẩm Brilla dành cho nữ này thì mọi người mua về dùng nhá. Rất là thơm. Đấy, các chị em phụ nữ này, những ai mà mua rồi và sử dụng sản phẩm này rồi thì mọi người cho mình cái feedback nào. Để cho những ai chưa mua để nhìn vào đấy. Chứ bây giờ mình khen thì nói bằng thừa đúng không ạ? Thì bây giờ những ai đã sử dụng sản phẩm Brilla này rồi, mọi người cho mình cái feedback đi. Hết rồi, rồi à? hết rồi anh ơi. Hả? Em mua chưa kịp. Hết cái gì? Hết rồi, hết cái gì anh? Sữa tắm đang còn mà. Thơm đi luôn. Ý là bánh hết rồi, đúng rồi, bánh thì hết rồi. Nhưng mà sữa tắm đấy, đang nói về sữa tắm đấy. Cho mình lại cái vị thơm, thơm mịn và sạch cả. Đấy, siêu thơm anh ơi. Ok em ạ. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Đấy, lôi đi ngủ đi.